Thưa quý vị và các bạn, rối loạn lo âu không chỉ là vấn đề của người trưởng thành khi đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống, công việc, mà ở cả vị thành niên, rối loạn lo âu xuất hiện khá phổ biến. Chính vì vậy, sự quan tâm gần gũi, tình thương yêu và đặc biệt là việc trang bị kiến thức, kỹ năng, những hiểu biết về rối loạn lo âu của trẻ sẽ giúp cha mẹ tham gia vào quá trình điều trị tốt hơn và đưa ra các quyết định đúng đắn cho con của mình. Thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ là tình trạng của một em học sinh lớp 7. Vì quá lo lắng cho con gái của mình, nên người mẹ này đã đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán em bị mắc chứng rối loạn lo âu. Lúc đầu thì em có cảm giác là lo âu, lúc nào cũng bị bất an trong lòng. Mà cái đêm thì em cũng, cái giấc ngủ của em nó không được sâu giấc. Em hay tỉnh giữa đêm, vai trò của bố mẹ rất là quan trọng. Là luôn phải đồng hành, mà luôn luôn phải lắng nghe, thấu hiểu cái suy nghĩ của con, mà lúc nào cũng phải coi con như một người bạn, để mà lúc nào cũng phải trải lòng tâm sự với con, để mà hiểu con là con đang suy nghĩ, con suy nghĩ gì. Sự lo lắng ở tuổi vị thành niên thường tập trung vào những thay đổi trong cách nhìn và cảm nhận về cơ thể, sự thích ứng xã hội và những xung đột liên quan đến tính độc lập. Khi lo âu, vị thành niên có thể trở nên nhút nhát, thu mình hơn. Trẻ có xu hướng né tránh các hoạt động thông thường hoặc từ chối tham gia vào những trải nghiệm mới. Hiện nay thì chúng tôi cũng thấy là tình trạng lo âu ở trẻ vị thành niên có xu hướng gia tăng. Và điều này có thể có một số lý do chúng tôi có thấy liên quan là vấn đề hiện nay là vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Hiện trẻ bây giờ, các trẻ vị thành niên tham gia các mạng xã hội rất là nhiều. Thứ hai là các cái mối quan hệ trong cuộc sống, áp lực học tập, sự quan tâm bố mẹ đối với con cái như thế nào. Ở vị thành niên thì các biểu hiện rồi là lo âu có thể gặp như là đau đầu, mất ngủ và đặc biệt nữa là gì? Nếu mà kéo dài lâu dài thì các bạn sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Chán học, học lực sụt giảm và có thể thậm chí là bỏ học. Và ngoài ra một vấn đề rất là quan trọng là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ xã hội. Thì các bạn ấy sẽ thu mình, ngại giao tiếp, không hòa nhập được các bạn và ảnh hưởng đến cái tương lai của các bạn. Trong thời đại hiện nay là được mà các bạn nó phải chịu cả áp lực học tập khá là nhiều. Và trong cuộc sống hiện đại thì vai trò của bố mẹ quan tâm đến con cái như thế nào là cũng có nhiều sự ảnh hưởng đến cái vấn đề sự quan tâm đến con cái của mình. Để can thiệp và điều trị chứng rối loạn lo âu ở vị thành niên, rất cần có sự quan tâm của cha mẹ và các nhà chuyên môn như bác sĩ, chuyên gia tâm lý, chuyên gia giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn đóng vai trò then chốt. Đây là một vấn đề y tế khổng lồ và nó tạo ra những cái tác hại khổng lồ đối với xã hội, đối với con người. Cho nên cái việc phòng ngừa nó rất là quan trọng, và giống như tất cả các cái vấn đề y học khác thì chúng ta cũng cần có những cái biện pháp để khiến cho những cái bệnh này nó không bùng nổ, nó không phát triển lên. Ví dụ chúng ta cần phải lưu ý là trẻ em có một cái tuổi thơ hạnh phúc, được bảo vệ, được yêu thương, không bị đánh đập, không bị chửi rủa, không bị nhiếc móc, không bị bỏ rơi. Chúng ta phải lưu ý rằng cuộc sống của con người hiện đại nó không bị quá stress, để từ đấy có thể nó sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng, những cái vấn đề tinh thần. Chúng ta phải lưu ý rằng trong cộng đồng, trong xã hội có những cái gắn kết gần gũi giữa con người và con người, để con người không bị cô đơn, không bị cảm thấy bị lạc lõng, có cái sự kết nối của xã hội, của gia đình, của bạn bè. Tất cả những cái yếu tố đấy nó sẽ là một cái sự bảo vệ, những cái thành trì bảo vệ để khiến cho khi mà có những cái biến động lớn trong cuộc sống xảy ra thì con người ta có thể vững vàng để đi qua những cái biến động đấy. Nhận biết trẻ rối loạn lo âu có lẽ ngày càng cần thiết khi mà xã hội phát triển nhanh. Các em dễ dàng gặp các vấn đề tâm lý từ nhiều phía. Để cải thiện tình trạng rối loạn lo âu trong giai đoạn tuổi vị thành niên, các em cần được quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành từ phía gia đình.